em xin chỗ quý vị đã xem video của em nha. Đó, thì tiếp tục em mới quay cái dạy forward, giờ em quay dạy forward này. Mấy cái giải cầu này anh chạy trúng nhiều lắm nè, có cọc này, thấy không? Nhưng mà em bữa nay em đưa cái giải cầu cho anh chị mình xem, còn bữa nay là mình cái bữa nay dây trúng nhiều lắm nha anh chị. Lũ khủng luôn nè. Nè anh chị. Đối với ngày 7 tháng 5 này, đây ngày 7 tháng 5 đây. Mở đi, hôm qua đó. Đó. Thì đây là con số 11 nè anh chị, một tờ nè, một tờ 11 nè. Một tờ nè. Con mẫu nó là 2 nè. Nè anh chị. Đó. Rồi em đem coi thử nghe. Cái đây là 31. À 31 hồi bữa này Phú Yên nè. Ngày 6 nè anh chị, Phú Yên ngày 6 đây nè. 31 nè, thấy không? Đó, hồi bữa Phú Yên em trải rồi. Trải mấy chú trúng nè, cầu nữa nè, mấy trúng nữa nè anh chị. 509 trúng nữa nè. 509 nè, tờ nữa nè. Đó. 31 nữa nè. 31 của cái ngày ngày 6 tháng 5 nè, tao có đậu nè, tao đánh tao có đậu nè. Để coi thử nè. Đúng. Rồi 31 nữa nè. Ha, 31 tiếp nè. 31 tiếp nè. Rồi 509 tờ nữa nè anh chị, 509 tờ nữa nè. Nè, anh 509 nè thấy không? 200.000 á. Quá trời luôn quá. Đầu công tâm ngày 5 tháng 5. Đầu ngày 5 tháng 5 em giàu qua đây thử nghe anh chị. Ngày 5, đây ngày 5 tháng 5. Công tâm là 89 nha anh chị. 89 nha. Công tâm nè. À, ngày 5 tháng 5 89 nè anh chị. 89 nè, hai tờ nữa đây không? Đó, quá trời đóng như vậy. Anh chị đem coi đây đây nè. Rồi cái đây ngày 7 tháng 5. À, ngày 7 tháng 5, ngày 7 tháng 5 là cái con 31. Đó, ngày 7 tháng 5 con 31. Đúng rồi, đang lấy cái con 31 nè anh chị. Ngày 7 tháng 5 đây. Đó. Đây chính ở quê mình nè, 7 tháng 5. Đang lát này anh chị. Đó, đang lát này 7 tháng 5 tiếp tục nữa nè. Trúng nè. Rồi em coi thử hai cái này là ngày 16 tháng 4. Ngày 16 tháng 4 là số 42. Đắk Lắk. Ủa để em coi cái giấy dò em tới đâu rồi. Ngày 16 có đây không? 6 tháng 4 phải không? Rồi rồi, có cái số dò kia mới có này. Số dò em mới chuyển qua cho nên nó thiếu nhanh anh chị, có 18. À rồi rồi. Đó, nói chung mình qua cho anh chị mình xem tao trúng nè. Đó. Trúng nè, đó 100.000 kia em nó chi tài nè, trúng ông ghi chi tài 100.000 anh chị. Đó, số 42 nè, Đắk Lắk ngày 16 tháng 4 2024 nè. Đó. Là trúng nha anh chị. Rồi. Rồi anh chị, đây. À Đắk Lắk này ngày 16 tháng 4 nè anh chị. Đây, em mới em cập nhật cái điện thoại này ngày 16 tháng 4 nè. Đắk Lắk 42 nè anh chị, thấy không? À Đắk Lắk 42 đây, hai tờ ngày 16 tháng 4. Đó. Thì hôm nay đó hai mươi mấy ngày đó anh chị có đi coi hôm nay mùng 7 đó phải không? Đó, 16 tháng 4. Mùng 4 21 22 ngày rồi anh chị, thấy không? Vẫn còn ngày nha anh chị, còn tối ngày nữa quá hết. Rồi, xin chào cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Còn dây cầu trúng quá trời nè anh chị nè. Cầu trúng sắp cho nè anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài nha.